Thiệt đó. Nó ngủ quá. Nó ngủ quá chứ. Có con cá sấu ngủ nó há mỏ nữa nè, thấy không? Mới quay phim á hả? Quay phim bấm qua video nè. Nó ngủ nó há miệng nó kìa. Cá sấu dễ sợ. Hình như quá chừng á. Ở dưới là nữa nè. Ừ, đó là quá cho mía hay là gì nó ăn nó đớp lên đó. Nè. Nó bơi hả? À nè, con này nó bơi nè. Con này bơi nè. Đó đó, mấy con bơi kìa. Tầm cái này. Tầm ghê hả? Cấm. Chọc phá cá sấu không bỏ rớt xuống hồ. Đó là phải cho nó cái gì nó ăn, à, dục nó. Có bán cái gì nó há miệng nghe, há miệng. Tội nghe không? Đá, trời tội. Đi chạc cái ta đưa cho nó ăn. Nghĩ sao? 10 phút thôi nha, mình đi tham quan 10 phút thôi đó. Ui to dữ vậy. Trời. Ghê không Quyên? Sợ không? Anh nè, anh nè. Cho bứa. Con này to nhất kìa mẹ. Mập nè. Con kia to nhất không nữa. Cái trế gì đó. Nhiều quá hả? Nhưng mà sao nó há miệng? Con quay cá sấu nè. Nó há miệng. Có cái cay nè. Ghê không? Có cái cay làm gì đây? Cao quá. Cao gì? Cao cá sấu á. Ui có cá ở dưới cũng nhiều lắm kìa, cá sấu cũng có cá dưới nữa đó. Đâu? Đó đó. Trời ơi, kìa. Ừ. Thấy không? Ừ. Có cá nhiều ghê luôn á, đó. Ừ. Cá thiên nhiên không thấy không? Quá trời. Rớt xuống là thôi đó. Quá trời. Nằm la liệt hết. Lệ cao không? Cao có sáu không? Quyên ơi, lệ đây cao có sáu nè con. Không, đừng có giục cái tay xuống nha. Nè cho con Quyên cay nữa. Cho nó, cho đang cay nữa chú. Đó này hả? Ừ. Nè Quyên. Quyên nghe không con? Qua đây cao này nó nhiều nè. Bên nào chú? Bên nào cũng được luôn. Dễ được con đưa bên này đi. Nè Quyên, 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 Quyên. Nè con. Sợ hả? Nè. Nó ra mất cái cười. Ủa sao? Nó sợ quá. Hi. Không, đi đi kiếm cái con nào gần gần đi con. Xa quá. Đi đi, để mẹ qua qua đây. Đây đây đây. Bên là nhiều nhiều nè. Hi. Au. Nè. Con này Quyên, Quyên. Quyên. Nhớ nó đó. Mày à. Bé. Nè, nhanh lên. Thôi. Thì...
Nè, qua đây nè. Thôi đúng rồi. Thôi chị nhớ nó mà. Giữ cây lại thôi. Xịt rớt quá. Quay nè. Đây. Giờ đánh anh ghẻ. Ghẻ. Anh ghẻ. Giờ đánh em ghẻ. Quỳnh thấy vui không? Quỳnh thấy vui không Quỳnh? Ghê không? Rồi. Xong. Ghê quá. Rồi xong. Rồi nó lại xuống kìa, khâu đúng không? Sợ không? Thôi ra đây tiếp. Dạ. U con đây có chữ hả? À? Sao bụng bự vậy? Nè. Ủa Siri dạy ra hả? Siri dạy rồi, Siri đỡ tốn 50 ngàn. Tiền vé. Thôi giỡn Siri sợ hả? À? Thôi nó sợ á, thôi đi ra. Ừ, con nó có bào á, bụng bự ghê luôn á. Nè. Đúng không? Mấy con kia bụng đau bự đau gì. Ê, có mua da cá sáu để ví da cá sáu không? Ê, có nhu cầu tôi mua tôi tặng cho. Mua mấy kia? Hai mày kìa. 7 triệu. 7 triệu. 9 triệu rưỡi. 7 triệu 900 một cái. Cái vừa. Mua cho chị, tặng cho chị cái màu đỏ đi Kiều. Màu đỏ, lấy cái màu đỏ đi. Bảo hành cho mình hết tất cả là 3 năm.
Bé Út mua tặng cho chị cái màu đỏ kìa. Rồi lấy đi. Rồi lấy cái màu đỏ em coi chị. Trời ơi cảm ơn bé Út nha. Bé Út đại gia. Không, cái trời em á. Này bé Út tặng cho chị nha. Em coi coi. Tất cả những sản phẩm này bên trong thì có bao nhiêu cho mình. Dạ. Yeah. Có đâu khó. Khó. Đâu tháo này ra cho coi chị. Thường Út quá. Hùng Út cái coi Út ơi, Hùng cái coi Út ơi cho chị Nga Hùng cái coi Út ơi. Út nè, Út tặng đi nghe rồi thương Út quá nó đau lòng xót dạ. Đây. Chết rồi, Út có cháu phòng Út. Trời ơi trời, Út nó tặng tôi mà nó khóc. Tôi chỉ là phải cho đây là bộ cái thú hư. Cái sách kia đó, à đéo ngoài xa rồi. Nó thẳng đây là tại vì chưa từng xài cái nước mỡ. Cái này. Cô nó cứng quá hả? Không, em dùng cái từ nó mềm da, em không có sống. Mà nếu mà em mua bữa đầu sao nó cáo cái nào không? Không, không, tụi chị bán đồ có bảo hành. Có gì chuyển từ bưu điện, tụi chị bồi thường chứ. Mà họ có cái phiếu bảo hành của công ty tụi chị, an tâm. Cái này, hai này hết tất cả luôn á. Đẹp. Cưng thì sắp cái này nó phù hợp với cưng rồi, nó thời trang. Nó có cái ổ khóa là mình móc vô đây, còn cái này là cái chìa nó giấu trong đây. Đó, nó làm cũng thẩm mỹ. Ừ, thấy chưa? Móc vô đây. Đó. Em thích nó thì bóp lại, em không thích thì dặn ngang về cũng ok rồi. Đó. Tại vì cái kiểu của nó là vậy. Rồi, ok. Rồi, ok à. Ok đi, ok la đi. Ok. Giật luôn rồi, chốt luôn rồi. Cái này, này chùa, ăn cái này chùa. Cái này đồ chùa. Thôi tát đi để chuyển khoản. Cái số tài khoản lên coi. Mẹ mốt để